Vâng, em Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em sẽ lên nha bác một số cái mã hàng mà em hàng vừa về xong nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Thế thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Một số cái mã hàng như bóng tròn tĩnh điện này, bữa trước thì nhiều bác hỏi thì đang bán hết hàng nên hàng tiếp tục về này. Đấy, bác nào mà ưng cái mã này thì liên hệ luôn em nhá. Thì hiện tại hàng vừa về xong rồi, có về thêm cho bác đó là cái bộ dao Đức 3 cây này. Đó, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã luôn. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về thì em sẽ đi vào quay trực tiếp cái mã, những mã hàng luôn nhá. Để các bác cùng đón xem. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì lên luôn. Đấy, đầu tiên lên bán nhanh bác luôn. Đó là cái mã bóng tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn, hiện tại cái mã này bên em đang đang có giá là đi 90.000 một quả nhá, 90k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn có tích điện. Đấy, có tích điện rất là hay. Giá hiện tại bên em đang gửi bác là 80.000 một cái quả bóng tròn tích điện này, cực kỳ là hay luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hàng của sản phẩm này thì sẽ là mới nguyên hộp. Cái con này rất là hay. Các bác ví dụ như là mất điện mất đóm này, hoặc là các bác hay đi ghe đi thuyền, đi rừng đi núi. Đấy, các bác cần một cái con bóng để tích điện thì các bác mua cho em cái bóng này về nhá, dùng rất là tiện luôn, nó có tích điện sẵn rồi. Đấy, về thì các bác có thể sạc vào. Công suất của sản phẩm này sẽ là 120W nhá. Đây là cái nút nguồn bấm này. Đấy, bấm ở đây. Để sáng này, một nấc này, hai nấc này, sáng vừa này, ba nấc này, sáng nhấp nháy này, có cả nháy cảnh báo SOS như ở công an này, rất là hay nhá. Đấy, rất nhiều chế độ sáng, con này cực kỳ sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây, các bạn nhìn này, rất sáng nhá. 120W cơ mà nên rất là sáng. Có phần móc đeo này. Con này thì nó có cả cái tấm pin để sạc năng lượng mặt trời. Nếu mà các bác không sạc bằng điện lưới thì các bác có thể mang ra phơi nắng sạc được bằng năng lượng mặt trời chưa? Đấy, nhưng mà nếu mà sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm nhá. Còn nếu mà sạc điện thì các bác sẽ thấy nó vào nhanh hơn. Còn sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm. Đấy, thì đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc này. Đó, một chân cắm vào đây. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V đó các bác nhá. Nguồn 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cổng USB ấy, nguồn 5V đấy các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Và đi kèm rất là thông minh nữa là nó thiết kế thêm cho bác luôn là một cái tay điều khiển. Đó, 90.000 nhưng mà rất là chu đáo nhá. Có cả điều khiển từ xa luôn. Đấy, để ví dụ các bác có thể treo lên và mình có thể cầm cái điều khiển này, các bác bấm nhá các bác nhá. Đấy, treo lên và mình dùng cái điều khiển này bấm về, các bác lắp cho em hai cái viên pin con thỏ vào đây này. Đó, lắp cho em hai viên pin vào, sau đó là các bác chỉ việc bấm thôi. Đấy, đây, on này. Đấy, bật này, tắt này, on này. Đấy, và ở đây nó có cả chế độ hẹn giờ này, 3 tiếng này, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, và chế độ auto này, chế độ sáng sáng mạnh, sáng vừa này, đầy đủ trên cái điều khiển, rất rất thông minh luôn. Đấy, 90k mà được chọn bộ như này thì giá nó quá hợp lý luôn. Đấy, một quả bóng này, một cọng dây cáp sạc này, đi kèm là một cái điều khiển từ xa. Đấy, thiết kế rất thông minh, có thể bật tắt từ xa. Off này, on này, off này, on này. Đấy, và hẹn giờ các thứ trên cái điều khiển luôn. Rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện luôn nhá. Công suất là 120W nhá. Nếu mà các bác không dùng điều khiển thì mình có thể bấm cái nút ở trên thân của quả bóng này được luôn. Đó, rất sáng luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Và rất là tiết kiệm điện luôn. Giá nói hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá, có kèm cả điều khiển từ xa để các bác sử dụng luôn. Giá hiện tại em đang bán là 90.000 một quả nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao Đức 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao Đức em nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao Đức 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này, đó rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em, rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây
Logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá. Phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này. Tay cầm có bo inox này. À, đây, tay cầm này. Đó, rất vừa tay trường trường dao luôn. Các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này đấy. Ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác sao này chưa đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này đấy, thiết kế như kia luôn. Nhưng có cái là con này là thái bản to đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt quá nhá đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nhá, sao ạ. Dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn, thích cực kỳ đấy. Cái này nhà em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ ba dao này đấy, mới nguyên hộp nha có nhá, một con lọc lọc thái này, một con thái bản to này, và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn này. Đấy là 130.000 một bộ này có nhá, hàng của nó thì sẽ là mới keng nguyên hộp luôn đấy, mới keng nguyên hộp luôn nhá, hàng logo Willing này đấy, Willing hàng của Đức nhá, rất xịn sò chất lượng luôn, mới keng nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây 130.000 một bộ dao Đức 3 cây đúng nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây. Hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày dẫn dày dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ là đường kim mũi chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó thì đây, quần này, quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần đó nhá, đây là quần này, đó quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác không nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất là an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm quá nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông được hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét thôi nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây ở phần tay nó có bo chun này, đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây, khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo nha, nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe rất nhiều những cái vụ đó, rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác
Nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhé. Đấy, nhiều bác người thân về mặc sĩ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, à cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá. Mũ thì nó luồn về sau, nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt đằng sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn các nhá. Và một bộ áo mưa của Thú Phong nhá, 100 à xíu bác là 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây, một hộp của nó nha. Đấy, đẹp cực kỳ luôn, cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn. Đây, đó quá đẹp luôn này. Đây, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ này là 130.000 các bạn, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nữa rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây logo là cốt này cực kỳ xịn này, còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt rất đẹp, đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cá sấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cá sấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Nó dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể xách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, xách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó. Hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000. Một chiếc thắt lưng cá sấu vàng bao gồm là cả hộp và cả dây luôn là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn. Hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rơi còn tầm 150-200 rồi. Đây bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bây giờ em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000 một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nhá, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt, không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây, đấy cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá, đấy cờ Mỹ này. Đó. Em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu, thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút, thì đây cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này, đấy xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off về này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này em xoáy bác con. Đó, đây rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nha. Đây, made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đây là cái phần màng chắn gió chắn bụi thứ này. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Đó, và đây đi kèm thì sẽ có là dây của nó dài chắc là dây 5 mét nhá, dây 5 mét này, dây 5 mét, dây đây made in USA này. Đó, made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nha, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Các bạn nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân.
đựa cắm đúng chân là ok. Đó các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn là các bác nhìn phần mic này. Thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó. Giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290 ngàn nhá. Bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt, đấy, âm thanh trong trẻo nhá. Và xịn chất lượng, nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn, các bác bảo thế, hát rất là hay luôn. Đó, 290k thôi nhá, mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá đi siêu bình rất là rẻ, 90 ngàn một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền về cả 100.000, đấy rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90 ngàn bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em, giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các bác nhá. Đấy, để về các bác xài con này thì cái giải nó hoạt động được, là giải điện hoạt động nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC là 220 tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A nhé các bác nhé, 30A, nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế là xong, mình không cần phải chạy ra bật công tắc thứ, rất là mất thời gian nhá. Đi bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa khoảng cách là 100 mét nhá, điều khiển khoảng cách xa nhất là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là 90 ngàn một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nha. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này. Em bật cho các bác xem này. On này. Đấy, và ập. Đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng như kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này. Và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150 mét rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhà mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu hai dây nguồn vào đây này. Và hai dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào dưới em. Hai nguồn vào có nhá, hai nguồn, 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100 m nhá, điều khiển rất đẹp luôn. Bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100 m nhá, giá chỉ có 90 ngàn bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã em thấy cái bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Đấy, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá. Để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ rồi. Các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm vĩnh cửu, nó hút kinh lắm. Hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau.
em xách chiều em xách lên mấy cái nên nó còn đang dính với nhau đây. Các bạn nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây nó dính chặt lắm. Đấy. Đó đây không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc thôi nhá. Đấy đây, nó dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm, mình keo góc ví dụ keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí làm nghề làm ngủ các thứ rồi, sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác kia những cái con góc vuông này. Đấy, góc vuông 90 độ thôi nhá. Đấy, 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác kia này. Đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây, các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, kia những cái góc vuông, góc 45 độ giờ quá là ok luôn. Đỡ phải căn kia nhiều, dùng cái con này các bác kia xem. Đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã giùm em xem cái keo góc nam châm. Hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc nam châm nha. Biết kia mã hàng rất hay, đó là cái phích điện âm này. Đấy, lên mã giùm em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy đi ạ. Cái phích cắm âm này rất là hay, tại vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này, đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây, mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm, rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn đi cắt ra để các bác nối vào dây nguồn nó rất là phí, đấy lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển đến chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về, đấy về thì các bác đấu trực tiếp vào dây nguồn, đấy vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp lên nha. Đó, cắm trực tiếp vào cho, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương. Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm thôi nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng, nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái lốc ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm này, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy đi. Một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một, đấy, 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá, 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm các nhá, phích điện âm này. Phích điện âm. Đấy, phích điện âm. Âm nhá, cái này nó là phích âm nhá. Giá sẽ là 10k các nhá. Mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá. 3 cái thì sẽ có giá là 20.000. 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm. Đó thì nguyên lý vận động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công, mất thời gian đấu nối nữa rồi, thì các bác mua cho cái này về. Chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn nó có nguồn điện cái, các bác cắm cái thiết bị điện vào. Đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Đó, dùng những thiết bị nó một phích ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi. Đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong. Xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá, 3 cái là 20.000 về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây này thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không. Dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây, tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamoto này. Đấy, hàng bãi của Yamoto rất là xịn luôn. Một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này, nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén. Dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu. Lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamoto nhá, Yamoto. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok.
Một hộp là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi luôn nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn. Thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000 và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn, nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây à các bác lấy 5 cây dao giấy nhá các bác nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, một cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy, nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá, một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật Yamato này. Đấy, Yamato hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Đấy, dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều rồi ạ. Đó, và hôm nay về được cái lô này, hàng rất ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. Ví dụ như khe cửa thứ to thì các bác bật điều hòa lên cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó không làm lạnh lâu, mà thứ hai là tốn điện nhá. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột dán nó hay chui vào, thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới ấy. Đấy, các bác dắt nó vào đây, nó có cái phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân, là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy, còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa. Một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đúng không nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá. 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa. Nó là dạng bằng xốp nhá. Bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, một cái lớp vải. Đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này. Đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là tránh tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra, đấy, gây tốn điện điều hòa, làm là lạnh mất thời gian cái thứ rồi. Đấy, các bác mua cho nó thành cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy, đấy, và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân mà, thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó, một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi, giá nó rất là hạt rẻ bình dân, mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn, về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây, các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây. Đấy, về các bác dắt nó vào. Đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy, đấy. Rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng, chuột dán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn. Đấy, rất là hay các bác nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình, đấy, phòng ngủ, phòng khách, những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào, đấy, chỉ việc cho vào. Đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa, một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh.
bắt đầu đang vào mùa muỗi này, muỗi rất nhiều, miền Nam miền Bắc đấy, miền nào hiện tại cũng đang rất nhiều muỗi nhá. Thì các bác sắm ngay cho em một cái con máy đuổi muỗi của Hacker này đấy, con này đuổi muỗi rất hay luôn. Đó thì một cái bộ sản phẩm máy đuổi muỗi này sẽ có giá là đi 60k nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker nhá, máy đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó chỉ có đuổi muỗi chứ không diệt muỗi ạ. Đấy, nó đuổi muỗi tránh xa khu vực mà khi mà các bác bật cái đèn này lên thì nó sẽ tránh xa ra đấy. Ví dụ các bác có thể là cắm trong phòng ngủ này, rồi là phòng khách, những cái chỗ nào nhiều muỗi mà các bác hay làm việc rồi là ngủ nghỉ ra thì các bác cắm vào đây đấy, nó sẽ đuổi sạch muỗi đi nhá. Cái này thì hàng của nó không mùi nhá, đấy, không mùi không vị và rất an toàn với con người nên là có yên tâm nhá, dùng thoải mái luôn. Một cái máy đuổi muỗi Hacker này giá của nó sẽ là 60k một máy nhá, 60k một máy. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái lọ tinh dầu để về các bác dùng thêm thì hiện tại em đang bán thêm một cái lọ tinh dầu như này là 20k một lọ nhá, 20k một lọ tinh dầu này. Một lọ tinh dầu này dùng được là 480 tiếng nhá. Đó, con này đuổi muỗi rất là nhạy luôn. Những cái chỗ nào nhiều muỗi là các bác cứ cắm cho em. Đấy, bắt đầu là giờ chập tối, bắt đầu có muỗi thì các bác cứ cắm cho em. Đấy đi đây. Một cái bộ máy này thì máy đuổi muỗi sẽ có là một máy nhá, một thân máy này. Đấy, một thân máy dây nguồn. Sử dụng trực tiếp nguồn 220 nhá, các bác cắm vào. Đấy, sau đó có bật công tắc lên. Đấy đây, ở đây nó có công tắc này. Đó, các bác bật cái công tắc này lên. Là các bác xài thôi. Đấy. Và đi kèm là một cái chai tinh dầu nó có sẵn ở trong này rồi. Đấy thì một bộ đây là một máy và một chai tinh dầu, một bộ như này là 60.000 rồi các bác này. Đấy, một bộ như này là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác dùng thêm thì một lọ tinh dầu này đang gửi bác là 20k nhá. Đấy 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Còn một cái bộ máy đuổi muỗi là một bộ như này là 60.000 thôi nhá, 60.000. Cái này thì đây về rất dễ xài. Cắm trực tiếp vào cái điện 220 cho em. Đấy, sau đó là các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, lấy cái chai này ra. Đó, xoáy em cái nắp này ra. Hướng dẫn các bác xài luôn nha. Đó, sau đó là các bác lắc đều nha. Và các bác xoáy nó vào đây. Đấy, xoáy vào đây. Thì đây nó đã có sẵn cái bấc của đấy nha. Cái bấc của đấy thì các bác bật công tắc lên. Thì ở trong này nó sẽ có cái mai so nó đốt nóng. Thì cái phần bấc nó sẽ nóng lên và nó sẽ bốc cái hơi lên. Thì khi mà con muỗi nó ngửi đi hơi này nó sẽ chạy xa nữa. Nó sẽ tránh xa khu vực mà các bác thắp đèn lên. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker, một bộ là một máy và một chai tinh dầu có sẵn thì là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm một lọ tinh dầu hoặc là hai lọ tinh dầu hoặc là nhiều, mua thêm nhiều lọ để về các bác xài thêm thì một lọ tinh dầu này là 20k một lọ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây. Một hộp này sẽ gồm có là 5 chai, 2, 4, 5 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm ạ, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái dạng nước hoa. Đấy, nhưng nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai là nó là chiết xuất đặc 100% luôn, nên là thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy, cái này thì các bác có thể là xức lên quần áo này, để trên xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là sức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra sức cho một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi là nó rất là thơm luôn và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này các bác nhỉ. Đấy nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá. Thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các lăn vào. Đấy và lưu hương thôi nhá. Mùi hương thơm lâu. Đấy thơm, đấy mở ra cái rất thơm luôn mà còn chưa lăn nha, nhưng mà mở ra cái nó rất là thơm rồi. Đấy hàng made in Dubai này. Nguyên hộp này luôn. Đấy đằng sau này, đấy mã code QR nhá. Đấy made in UAE. Đấy rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này, lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy một lọ này là một hộp này là 5 lọ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả taro trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này, 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp. Đây. Đấy, dòng này nó là dòng dạng thép gió nhá, phủ một lớp titan, siêu sắc luôn. Đấy. Vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin cái thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì 5 mũi các nhá, 5 mũi này. 3 4 5 6 8 10 nhá. 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá. Rất là hợp lý luôn.
À, một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ taro ren trong nhá. Bộ taro ren trong. Đấy, một bộ này là 100k. Đấy, một bộ 100k nhá. 5 mũi nhá. 3 4 5 6 8 10. Đấy. 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo ra taro ren trong. Đầu chân lục giác về lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay em ok luôn. Đấy, rất đẹp. Đựng trong hộp hiếp ngon lành nha. Là 100k một bộ nhá. 100k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông. Một cái cuộn thiếc 100g như này, bên em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, 100g. Giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ có 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác đang bán khoảng tầm 6-70 nghìn. Tại bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra gọi là không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng trịch với nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc cơ mà, nhiều lắm đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái cuộn thiếc 100g nhá, 30k đó. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít đó, thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k các bác nhá, 10k một cái hũ nhựa thông nha. Lên mã giúp em rất là hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi, một cái hộp nhựa thông nha các bác nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A các nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa cuốn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ, chế đạc các thứ rồi. Ở đây 23A 12V các nhá. Đấy, thông số của nó 23A 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây, âm đây, dương đây nhá. Đấy, đây. 23 12V về lắp vào điều khiển remote nhá. Điều khiển từ xa rồi là điều khiển cửa cuốn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá. 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V. Đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá. Đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá. 10k một viên pin nha. Cây nhíp kẹp này. Đấy, cây nhíp kẹp của Vtut này. Cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy. Ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho mấy nhíp này các bác kẹp ra. Rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ, thì các bác mua cho cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này đó, những sợi chỉ này đó, thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng đó. Một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của Vtut này. Giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện các thứ ra. 15k một cây. 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân. 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân. Lên mã cho em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. À, vân đá lên rất ok. Một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao siêu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá. Mã của nó sẽ là S1. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k một cái cây dao siêu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Cắt thái thì em rất ok, sắc bén lắm. Đây. Hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh. Chiều dài rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy, 20 cm.
Đó, nhỏ nhỏ xinh, có cả cái bao đựng nha, nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. Dao sưu tầm S1 nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cái cây dao sưu tầm S1 này, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này rất ok, 30k một cây dao sưu tầm S1. Dao SA78 này, bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Ở đây mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Colombia của Mỹ nhá, USA này, đấy cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn, đấy, hình mặt sói. Con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá, đây hàng liền thân luôn này, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đầu, đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu bo cuối hết luôn nhá, khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay, đấy các bác mang đi rừng đi phượt này, đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này, mình có một con dao vừa chặt vừa thái này, đấy rồi là anh em mà sử dụng mua về chơi sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tầm nhìn rất ok, giá thì bình dân hạt rẻ thôi, đó 250.000 các nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78 giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy, thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này. Đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhá, không lo nó bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo bên hông nhá. Đấy thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k có nhá, 250k bao ship tận nhà luôn. Rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa. Quá đẹp luôn, sáng choang luôn. Rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá. Lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó. Hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó đây. Cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể thì chắc nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm nhá, 30 cm. Mã dao SA78 nhá, 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hàng mới shop vừa mới về xong. Đấy, bữa trước thì cũng nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục lại về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mã hàng là bật lửa đồng hồ nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Bật lửa đồng hồ này sẽ có giá là 90.000 một cây nhá. Bật lửa đồng hồ. Đấy, bật lửa kiêm có cả đồng hồ luôn, rất là hay. 90k một cái bật lửa đồng hồ này, 90k một cái. Đấy. Con này thì các bác về các bác chỉ việc bơm ga và dùng thôi. Đấy, hàng mua về sưu tầm này, mua về làm quà biếu tặng này, nguyên hộp rất đẹp luôn. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ này. Đó. Đây, hộp chiếc rất đẹp nhá. Đây, đẹp từ hộp này. Còn đây là sản phẩm chính này. Đó. Một con bật lửa nhá, kiêm với lại cả đồng hồ, rất ok. Đây. Đây là cái phần công tắc để các bác bấm bật lửa này. Đấy, các bác bấm này, con này nó có đánh lửa tự động luôn nhá. Đấy, các bác bấm là tự động là nó sẽ đẩy lửa lên. Đấy, thì về là các bác bơm ga lên cho em. Đây là cái lỗ bơm ga nhá. Đấy, kiêm chỉnh to nhỏ luôn. Về các bác bơm ga vào đây nhá. Đấy thì hàng này thì hiện tại là nó chưa có sẵn ga đâu. Về thì các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, về các bác tự bơm ga và là các bác xài. Còn hiện tại là chỉ có bật lửa không thôi, không có ga nhá. Đấy, và đi kèm nó có cả đồng hồ, các bác nhìn đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá, rất ok. Đấy thì ở đây nó có cả cái nút chỉnh giờ này. Đấy, chỉnh giờ. Đó thì các bác xoay cho em vòng này, khi mà chỉnh đúng giờ thì các bác bấm cho em cái. Đó là nó sẽ chạy luôn. Đó, mặt la mã lên nhìn rất đẹp luôn. Đó. Đây, bấm ở đây là nó sẽ lên lửa này. Đấy, bấm lên sẽ lên lửa, mà khi mà đồng thời các bác bấm thì tự động cái phần đèn của đồng hồ này nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, phần đèn đồng hồ nó sẽ sáng lên như kiểu một chiếc công tắc nhá, rất là hay luôn. Đó, vừa là một chiếc hộp quẹt bật lửa này, vừa có mặt đồng hồ để các bác chủ động xem giờ giấc nhá, rất ok. Đấy, mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng cho em này, rất là hợp lý luôn. Giá thì sản phẩm hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ luôn. Thì chọn bộ sản phẩm bật lửa đồng hồ này, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Đó, rất là đẹp luôn, 90k một chiếc bật lửa đồng hồ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore, hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây, đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì là hàng sách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này đây, hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp rất là xịn. Đây, bóc cho bác một chai này.
mùi thơm này, nóng nhá, đấy, mùi thơm và nóng đây. Hàng giấy tờ đầy đủ này, đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này, đó, đây có thấy không, đây là Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy, hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên các bạn yên tâm. Hàng này của nó là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp thì thiết kế rất hay đấy, chống chỉ định ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở, các bác ấn cho em xuống này, ấn cho em xuống, ấn xuống đấy, sau đó là các bác xoáy, các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh, ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra đấy. Nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá, đó, vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng hai nắp đấy, chống trẻ con nghịch đó. Thì đó, thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng. Hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore, nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn đó. Rồi, báo giá bác luôn nhá, hiện tại bên em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem bảy màu nổi lên này, đó, hàng chuẩn chính hãng này, LAUSA này, đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xuất Mỹ rất xịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm sáp này. Lên mã giúp cho em sẽ là nồi cơm sáp nhá. Đấy, hàng sáp, hàng của Nhật rất xịn sò luôn. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 900W nhá, và dung tích nồi là 1.8 lít này, và đặc biệt là nó sử dụng cái điện là điện 220. Đấy, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên là nó dùng điện 210, nên là các bác Việt Nam dùng cho em thoải mái luôn nhá. Nồi nấu cơm cực kỳ ngon. Đấy, cái này thực tế thì em đã dùng và đã nấu thử rồi, và bên em cũng bán rất là nhiều, các bác cũng rất là khen vì nồi nấu rất là ngon, cơm rất là ngon luôn. Đấy, cái độ nóng cao nên là cơm nó chín thấu nhá, nấu rất là ngon luôn. Đấy, nồi lít 8 nhá, gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn cho em là rất là vừa luôn đấy. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người ăn rất là vừa. Nồi thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nó là dòng thiết kế dạng thiết kế đời mới mà, nên là thiết kế rất là đẹp. Đó, đóng gói rất kỹ càng ở đây. Để em lấy em quay cho bác coi nhá. Để có nhìn này, nồi quá đẹp luôn. Đó, đặc biệt đầu tiên là điểm nhấn là cái quai sách trước này, các bác rất tiện dụng luôn, khi mà có quai sách này mình sách mang đi mang lại cho em nhá, rất tiện dụng, sách từ trên nhà xuống dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà rất là hay luôn. Rồi là thiết kế phần mở vung này, các bác chỉ việc ấn với cho em, đó, tự động sẽ mở ra, còn các bác muốn đóng có ấn mạnh cho em, đó là sẽ đóng kín vào, còn có ấn này, tự động mở ra rất hay. Đấy, bên trong thì sẽ gồm có là một cái khay để các bác hấp đồ này, đấy, những cái món hấp thì các bác cho đây, sau đó các bác để đây để các bác hấp này. Bên trong nữa thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm dây nguồn nhá, có nhá, dây nguồn. Con này nó sử dụng điện là 220 nhá, cái điện 220. Một cái đong gạo đong nước này. Vung sới cơm quên, xin có bác là môi sới cơm này. Đấy, những cái đồ này là cái đồ đi kèm. Cái này là giấy phiếu bảo hành giấy dẫn sử dụng này. Đó. Rồi đây là cái phần ruột nồi nhá. Đấy, ruột nồi nó bên trong có chám một lớp chống dính nhá. Đấy, chám một lớp chống dính này. Đấy, chám một lớp chống dính, và dạng của nó là hàng cắt laser, cắt CNC nên là nó cắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, nó không như cái dạng kia các bác. Những cái dạng kia nó đúc rồi là nó ghép, nên là nồi nó thứ nhất là nó nhìn nó xấu, mà thứ hai là nó không liền mạch. Đấy, khi mà không liền mạch thì nấu cơm nó không ngon đâu ạ. Đấy, đặc biệt là cái nồi này. Đấy, nó là hàng nồi đúc, nồi liền, nên là có nấu cơm rất ngon, mà đặc biệt nó rất là dày. Những cái nồi dày thì cơm nó càng ngon, vì cái độ nhiệt nó giữ được lâu thì cơm sẽ chín nấu sẽ ngon nhá. Đấy, trong lòng nồi này có chám nước chống dính này, không lo nó bị bám dính bị cháy này. Đó, bên trong đây, bên trong thì đây cái phần mâm nó rất là to. Đấy, cái mâm nó khủng bố luôn, mâm to lắm. Đấy, và cái độ nhiệt độ nóng rất cao luôn. Đấy, phần vỏ trong nó là kim loại nhá, kim loại rất chắc chắn luôn. Nồi cầm nặng trịch coi nhá, nồi cầm nặng trịch luôn. Đấy, đi đây, full combo một cái bộ đầy đủ nha, môi vung rồi là thìa, dây điện nguồn, khay hấp các thứ này. Đấy, nồi đây. Đấy, bấm cái là đóng nắp luôn. Và đây logo sáp, hàng này thì của nó sẽ là hàng nồi cơ nhá. Đấy, đặc biệt với những cái dòng nồi cơ bây giờ ấy, thì nó rất là dễ dùng, mà đặc biệt là dùng cho trẻ con hoặc là những người lớn tuổi. Những cái nồi điện tử ấy thì nó rất là khó dùng, vì các bác cứ phải xoay rồi căn chỉnh đúng cái chế độ nó đấy, nấu thì nó mới chín cơm nó mới ngon được. Như con này rất dễ dùng,
Đấy, nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái xuống, thế là xong. Đấy, lúc nào xong là tự động là sẽ nảy lên là cơm đã chín. Còn lúc nào mà nhớ nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái, có thế thôi, thế là xong nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn, đặc biệt cho người già trẻ em là dùng con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng này. Đấy, nồi thì thiết kế chắc chắn nhá. Cầm một chiếc nồi này nặng trịch luôn, cầm nặng lắm, cầm nó nặng khư luôn. Đấy, không những dòng thông thường, thiết kế rất đẹp nhá. Qua nhìn này, cái chất nhựa này của nó lại bóng sáng choang luôn này. Đó. Đây, đây là cái phần rắc nguồn này. Đấy, model này. 220 này, công suất 900W này, dung tích 1.8 lít nhá. 1.8 lít, thiết kế rất đẹp và thông minh. Nói chung là dòng thiết kế nó kết hợp nồi thì là kiểu dạng nồi cơ nhưng mà thiết kế theo dạng là kiểu dáng đời mới quá nhá. Nên nhìn nó rất là sang trọng lịch sự mà nhìn rất là đẹp, nhìn rất hiện đại nhá. Đấy, bấm nút cái mở này. Đóng mạnh cái nó cài vào này. Đấy, phần quai sách này. Rất chắc chắn luôn, sách manual lại rất ok cho em luôn. Rồi. Báo giá bác nhá, lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cái nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220 và công suất là 1.8 lít nhá. Vậy em báo giá luôn, nồi cơm sáp này đang có giá là 450k. Đấy, và bây em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Với một cái mức giá này thì các bác yên tâm là giá nó siêu tốt, tốt nhất thị trường luôn. Đấy, 450.000 thôi, lại cần bao ship cho bác tận nhà nhá. Đấy, riêng dòng này nồi nấu cơm không ngon quá không lấy tiền nhá, nấu cơm cực kỳ ngon luôn. Đấy, nhà ít người khoảng tầm 3-4 người là nấu cho em là con này, dùng con này rất là ok luôn. Đấy, 450.000 một con nhá, bao ship tận nhà luôn. Nồi cơm của Sáp nhá, dung tích 1.8 lít. Đấy, rất đẹp luôn này, con nhìn này, ngắm lại em nó lần nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, thiết kế này, dòng thiết kế này không có gì phải chê rồi. Đấy, và nó bên trong thì dày dẫn chắc chắn rồi, đồ đạc các thứ nó đủ cả luôn, không thiếu gì cả nhá. Đó, ổ điện U5 nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là ổ điện U5, mã của nó sẽ là U5. Báo giá bác luôn là 250.000 một cái bộ ổ điện này và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Dây của nó dài sẽ là 5 mét nhá. Hàng này thì hàng nó là hàng bãi nhá, hàng bãi dạng hàng thanh lý quá nhá, hàng thanh lý nhưng mà còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, em kiếm được cái lô này là hàng của nó nguyên hộp luôn. Đấy, rất đẹp. Đây, hàng của thương hiệu là Akira nhá, Akira. Đó, mà made in Japan này, mắc công suất chịu tải lên đến là 3.500W nhá, sử dụng điện 110 hoặc là 220 đều được này, 50-60 hạt nhá. Đó, made in Japan uy tín đâu các ơi. Đó, cực kỳ đẹp. Ổ thì nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Dây nguồn của nó sẽ là dây nguồn dài 5 mét nhá, cực kỳ to chắc chắn luôn các bác, nhìn cái đầu cắm này, rất to chắc chắn luôn. Đó. Ổ này thì sẽ gồm có là 5 ổ nhá, 1, 2, 3, 4, 5, tổng là 5 ổ nhá. Và đi kèm từng ổ một là đều có công tắc an toàn hết luôn, rất tiện dụng nhá. Các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy lên, không dùng thì mình tắt đi, rất an toàn, tiện dụng luôn. Đó. Và mỗi ổ là đều có đèn báo hết này. Đấy, và có những cái lỗ chống trẻ con sờ tay vào này, các nhìn này. Đấy, những cái núm tre. Đấy, các bác cắm thì nó sẽ đẩy xuống, còn không là tự động là nó sẽ đẩy lên. Chống tình trạng ví dụ là trẻ con các thứ là nó hay chọc vào ấy thì nó hay bị giật đấy, thì ở đây nó có cái lỗ này đấy, chống trẻ con thứ là nó chạm tay vào, rất rất an toàn, thiết kế cực kỳ thông minh chắc chắn nhá, cầm ổ chắc nịch luôn. Đấy, thì bữa trước em đã bán rồi nhưng mà số lượng nó có ít, đấy là tại thì về thêm một ít nữa, chắc là khoảng tầm 3-40 ổ đấy, thì bác nào nhanh tay và ưng cái mã này, từ cái mã từ hôm trước chưa đạt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, đó, khi mà bật lên thì nó sẽ có lên từng đèn báo ở từng ổ một thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể tắt đi, rất an toàn luôn, ok luôn. Đấy, và rất là tiện nhá, coi nhá, nó sẽ có công tắc riêng từng ổ luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ an toàn. Đấy, rất ngon này nhá. Made in Japan này, mắc công suất sẽ là được 3.500W coi nhá, 3.500W, các bác cắm được rất nhiều thiết bị luôn. Đó, về các bác sử dụng cắm một quả ổ này, các bác cắm rất nhiều thiết bị luôn, chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân thì các bác cắm được hết cho em luôn nhá, cắm được hết luôn, ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5. Báo giá bác luôn là 250.000 ổ và bao ship cho bác tận nhà, dây của nó dài là 5 mét nhá. Đấy, báo bác luôn là hàng là thuộc dạng hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng có sẵn đâu. Đây là bác nào mà tranh thủ mà ưng cái mã này thì mua luôn chốt đơn nhá. Để tránh như trạng như lần trước là nhiều bác bảo là đợi mãi mà không thấy hàng về rồi là chốt nhanh quá chưa kịp chốt. Đấy, thì vì hàng nó là hàng hiếm hàng đẹp mà. Đấy, lâu lâu về được những cái lô mà hàng nó đẹp nó chất nhá. Đấy, các bác tranh thủ mà ưng cái mã này thì chốt luôn, 250k bao ship cho bác tận nhà luôn. Ổ điện mã U5 nhá. Đấy, hàng made in Japan. Sản phẩm tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, thì hôm nay bên shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được. Đấy, bộ di chuyển đồ cũng được. Giá của nó em báo luôn 70.000 một bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó, thì
Mắc chịu tải của nó sẽ được là 150 kg nhá. Đấy, khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là bốn cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy, bốn cái đế và một cái đòn bẩy nha các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, người Việt ủng hộ hàng Việt. Bộ chuyển đồ giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi. Giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá. Di chuyển đồ này, rồi là ví dụ như là giường tủ này, rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là chậu cảnh những kiếp thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây, một bộ nó nhầy các bác nhá. Trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái đòn bẩy này bằng sắt cứng luôn nhá. Đấy, bằng thép cứng luôn. Có phần bánh xe này, còn cái phần này phần lách các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ là các bác kênh lên. Đấy, cái này là kiểu dạng cái kích ấy. Cái kích cái đòn ấy. Đấy, các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này các bác đút chèm vào, đút vào cái chân. Đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn. Đấy, nó chịu tải được là 150 kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này, đệm vào để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nhá các bác nhá. Đấy, thì đây khi mà di chuyển đi lại nó rất là trơn tru, không nhìn này. Đấy, rất là trơn tru luôn các bác nhá, rất là hay. Đấy, nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái đòn bẩy nha. Đấy, một bộ chọn bộ nha, nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn. Đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người cái thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về, các bác kê vào. Đấy, kích lên xong rồi các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em, rất tiện dụng mà rất là hay. Đó, 70.000 bộ thôi nhá. Lên mã cho em xem cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá. Mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150 kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này, dùng hay lắm. Đây các bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này nhá. Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây. Các bác còn phải cất lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây, các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó, có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nhà, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ, nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150 kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dinh ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy, thấy không, chỉ việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên. Đấy, bẩy nó lên, sau đó các bác đút nó vào. Đấy, đút nó vào vì nó có bánh xe mà. Đấy, các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi. Rất nhàn luôn. Đấy, các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này. Ngon lành luôn nhá. Đó, thấy không? Rất hay luôn. Cực kỳ là hay. Đó. Kéo đi kéo lại, đun đi đun lại cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn. Cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay. Đó, đúng bài luôn. Rồi. Lên mã giúp em xem cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy, một bộ như trên hình các bác đang coi nhá. Bốn cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn. Đó là cái móc khóa titan này. Em còn ít nữa em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã giúp em xem cái móc khóa titan nhá. Xả luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một cái thôi. 10k nhá. 10k một cái móc khóa titan nhá. Nó gọi là cái móc khóa titan. Chất liệu của nó là bằng titan. Titan thì có biết về cái chất liệu rồi, siêu cứng, siêu nhẹ, đấy, và siêu bền nhá, đấy, nó còn cứng hơn cả kim loại sắt thép luôn. Đấy, dòng titan này thì người ta hay dùng để làm cánh máy bay, là các bác biết chất liệu nó như nào, đấy, nó rất là cứng nhưng mà bù lại nó rất là nhẹ, nó không nặng, đấy, siêu cứng nhưng mà lại siêu nhẹ nhá. Đấy, và đây, cái này thì chuyên dùng cho dân du lịch này, dân phượt này. Đấy, dân phượt, dân leo núi, dân cắm trại là hay dùng cái móc này. Đấy, cái móc này tại sao nó gọi là cái móc đặc biệt thì đây, các bạn nhìn này, bình thường thì nó là một cái móc khóa bình thường nhá, như bao chiếc móc khóa khác nhá, nhưng mà khi đây, khi mà các bác siết cho em cái con ốc này vào thì nó sẽ khóa cứng vào luôn. Đấy, có thấy không, khóa cứng luôn nhá, không có di chuyển hay nhào có nhá, nó sẽ cứng, nó đóng cứng đi luôn. Đấy, con này mới gọi là chuẩn móc khóa này, chứ còn bình thường các bác mua ngoài chợ thì nó chỉ có như này thôi. Đấy, thì nó gọi là cái móc thôi ạ, chứ không phải là móc khóa. Đây mới là chính xác là khóa thực sự này. Đấy, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa nhá. Đấy, chuẩn là móc khóa, chất liệu titan nhá. Siêu cứng, siêu nhẹ nhá, các bác nhìn này thôi, nhu cầm nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác mua về móc đồ, móc khóa các thứ, là thậm chí là xích chó thứ cho đây cho em ok luôn. Chỉ có 10k một cái nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Lên mã sẽ cái móc khóa titan 10.000 một cái.
Tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kabushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt một tấc nhá. Cái này về các bác dùng để cắt sắt, cắt xiếc các thứ ok luôn. Đây dòng đá cắt một tấc này. Sản phẩm mình sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá một tấc, đá hàng đá Kabushi đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá. Không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá chém đá cả. Đá cắt rất ok vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn. Đá là nói chung cắt ok bạn, bán khá nhiều rồi. Mà giá thì em báo luôn, bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây một hộp như này của nó là 50 viên này. Một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây, một hộp của 50 viên hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi rất xịn sò luôn. Đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì giá sẽ tốt. Một hộp 50 viên này thì tại em đang bán giá sẽ là đi 50 viên. Lên mã cho em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là 5 viên một các bác nhá. 5 viên một thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 60.000 à 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên một đâu. Bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30k cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 50 viên nhá. Dòng đá cắt một tấc, kích thước là 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt một tấc nhá. Một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên một thì sẽ có giá là 30.000. Xả vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Và em báo giá luôn, lên mã cho em cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2, 4, 6, 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130k một cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá. Dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này. Và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn. 6 cây vít. 6 cây vít đây 246 cây vít có bọc cách điện này và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé. Một cái cây bút thử điện thì đây 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây đầu này của nó là đầu ba ke, đầu bốn cạnh này và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây đấy, có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn để các bác xoáy luôn, chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc cách điện hết này nên các bác yên tâm dùng điện đóm, dùng sửa chữa điện đóm anh em thợ thuyền các bác sử dụng gia đình bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đó này. Đây đều được bọc cái điện đầu bao kia ba kiếc đều luôn, thân vít rất chắc chắn nha, thiết kế gửi chắc chắn luôn và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà, lúc nào dùng xong là các bác lại bỏ vào cái túi đựng này, lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi sách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó, một bộ này là 7 cây, lên mã nha, sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15kg nhá. Đấy, hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15kg này các bạn nhìn này. Đấy, 15kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán ở trên tường kính hoặc tường đá hoa thôi, tường sơn nhiều quá là không ăn, nhưng con này tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thực tế em thấy rất ok nên em nhập về bán cho bác luôn này, mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15kg thôi nhá, 15kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha. Lên mã giúp em sẽ cái móc dán tường, giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 thôi nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn, giá siêu sốc luôn nhá. Đấy, đi cái này đây nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán, bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy,
Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá. Đấy, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này một cách tốt nhất này. Đấy, Magic Hook này, Magic Hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó. Mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10 ngàn một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. Về các bác móc đồ móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây em quay thực tế nha, em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bác nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhá. Em treo để cái túi này, em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này, nó nhiều dã man luôn đấy. Một túi nó đậm nặng chịu đồ luôn này đấy. Mà cái móc này các bác nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bác nhìn cái giấy bóng nó căng đét luôn này, các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào rồi nhá. Đấy mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy em xài năm ngoái không hiện tượng gì luôn. Các bác biết là cái độ chịu tải nó là kinh khủng khiếp luôn. Đó, chịu tải lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá. Đang gửi bác là 10 ngàn một cái nhá, 10 ngàn một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái ổ điện U6 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6, cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất là sản xuất tại Việt Nam thôi nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một thì một cái ổ điện như này, cả dây cả ổ hiện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này các bác nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất là rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhé, hàng của hãng luôn nhé, hàng của hãng luôn đấy. Đây Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhé, chân khâu đồng tròn 100%, có đèn báo này, chân dẹt chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng, ổ thì chống cháy chống va đập chống vỡ. Đó, made in Việt Nam có nhá, người Việt dùng hàng Việt này, an toàn là trên hết này. Chịu tải công suất mắc lên đến là 6.000W nhá, 30A nhá. Đấy, điện 250 hoặc 220 đều được nhé. Đấy thì dây của nó đây, dây của nó cũng khá là to nhé, dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5 mét thôi nhá, dây 5 mét. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn. Mua một lần dùng một đời nhá, mua một lần dùng một đời. Các bác biết tức là nhà rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn. Nên là tôi khẳng định có một cái câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây phích của nó là phích đúc liền luôn này, dây là dây dài 5 mét nhá. Cái này về các bác cắm những dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí làm nghề ra đấy, nhưng có những cái máy móc to, motor to đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn. Đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok. Rồi các bác sử dụng gia đình mình đôi khi nhà có công có việc rồi. Đấy, các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn. Đấy, ổ điện là ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy. Đây, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhé. Đấy, rất ok. Sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn các bác nhé. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây có công ty này. Đấy, rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn, hàng quần chuyển chuẩn chính hãng của Hinoki. Cái này nó là chịu nhiệm công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật, rất ok. Đó, thì giá của cái ổ này nó chỉ 120.000 thôi ạ. 120.000 mà dây của nó lên đến là 5 mét luôn, cũng khá là dài, thoải mái thì các bác xài luôn mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc, anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok. Dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, U6, mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Đây, ổ cực kỳ chắc chắn luôn. 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150 đến 170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho các bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bác. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của hàng cái hãng luôn, cũng của Hinoki nhá, mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này, con này thì nó là cái ổ 1/3, 1/3 đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc
quay tùy này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao 2200W nhé, nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây, nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhé. Ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủ sát rồi, không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ đấy vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ các nhá. Đấy từ một và ra ba nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhỉ. Đấy thì hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện một ra ba đều được các nhá. Ổ điện một ra ba đều được. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Mình em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá. 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể cắm những cái phích hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng, thì các bác mua trong cái ổ này về đấy để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể là cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm một chăng. Cái ổ này cắm chặt lắm các bạn. Đấy, cắm thêm cho em thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay. Đó. Lên mã nha, sẽ cái ổ điện gập nhá, ổ điện gập này, giá sẽ 20.000. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ hay là nó sẽ vướng như đây, khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho em. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay, mà gọi là được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20.000. Nếu cho em là ổ điện gập nhá. Còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại phích gập. Phích gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập thì đang bán là 20. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó, cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80.000 một cây. Lên mã cho em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ bằng tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào. Tự động các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80.000 một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây. Đó chắc chắn rồi, lấy cho bác con một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra. Mở cái này ra cho em này. Đấy, các bác bấm nút các bác nhá. Bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó thấy không? Rất to luôn. Bấm một cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bác ấn vào cho em. Đấy, đây. Bấm cái này mở ra này. Bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây. Lại vật nữa này con này. Bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to. Đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá. Từ bên này sang bên này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 người đi thoải mái luôn, và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em rung cho bác con. Em rung rồi. Đấy, con này không? Con này rung thoải mái luôn. Rung nhiệt tình luôn nhá các nhá, mà nó không bị bung hay nhà đâu. Vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá. Gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này. Đó thu vào rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi đi du lịch đi công tác rồi là đi làm đi học, đấy các bác mang đi che nắng che mưa cho em quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá, đấy chống tia UV tia cực tím rất tốt luôn, rất nhỏ gọn tiện lợi. Khi mà thu vào nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá, các bác có thể bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác coi rồi, lắp thoải mái không lo nó bị bung nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha, bấm cái mở, bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục, mà hay bị sập, hay bị bong ra. Đấy, các bác mua cho cái miếng thép này về. Đấy, để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ, hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công, mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy, thì một cái miếng, thì em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là hai miếng nhá, một cặp là hai miếng thì sẽ có giá là 30.000. Lên mã duy em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp hai miếng nha. Đấy, bán là bán một lúc là hai miếng luôn nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy, bán là một lúc là bán hai miếng luôn thì là 30.000 một cặp nhá. Đấy, 30.000 một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã duy em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề, một cặp hai miếng nhá là 30.000 nhá, một cặp hai miếng đó là 30.000. Đấy, bán là bán theo cặp một cũng nhá, bán theo cặp một là hai miếng nhá là 30.000. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây
Các bác cùng xem video sản phẩm nhé. Bàn lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bàn lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn. Chỉ cần gắn đinh vít 4 góc cố định là đã có thể sửa lại bàn lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không gỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về view như là những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục như vậy này. Đấy thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy, các bác ốp nó vào. Đấy, ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy, lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, ốp vào. Đấy, sau đó các bác xoáy tiếp những cái bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi, hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy, cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị, chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là 2 miếng nhá. Là 30k một cặp nhá. Đấy, một cặp 2 miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy, có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30.000 nhá. Bác mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này. Đấy, báo giá bác luôn. Anh em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này với giá sẽ là 80.000. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Ho Min. Đấy, số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng, các bác dùng, các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này. Đấy, các bác massage. Đấy, các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá. Đấy, massage cho đều rất ok luôn. Đây, đó. Hộp yếu của nó ngon này nhá. Còn đây là vỏ này. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Ho Min nhá. Giá hiện tại em đang gửi bác là 80.000 một chai này. Đấy, một chai này là 100ml nhá. Dùng cực kỳ ok luôn. Chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ. Đấy, các bác chơi thể thao, đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho em. Đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá. Đấy, và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, đợt này về cái lô này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng sách tay nhá, nên là số lượng có hạn đâu các bạn, không có nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Ho Min nhá, 80k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn bắt muỗi này. Cái đèn này thì rất là hay, nó còn có cả cái chế độ chiếu sáng và tích điện luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và có cả chế độ bắt muỗi, em báo giá luôn là 130.000 một chiếc này. 130k nhá. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Chế độ bắt muỗi này, rồi là cái cả chế độ đèn chiếu sáng này, dùng rất là hay nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, cực kỳ ok. Công suất là đi 2W nhá, và sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V nhá, nguồn 5V A. Về thì các bác có cái cục sạc điện thoại thì các bác có thể sạc cho cái đèn này rất là ok luôn. Đó là cái sản phẩm này đang có giá là 130.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi là 130k. Đây. Giờ thực tế về sản phẩm này, đây sẽ gồm có là bộ phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc để về các bác sạc cho cái đèn này nhá. Vì cái đèn này nó có cái chế độ pin tích điện mà. Đấy, khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà các bác mất điện thì mình có thể dùng cái đèn này để các bác sử dụng làm cái đèn chiếu sáng luôn, rất là hay. Đấy, ngoài ra thì nó có cái chế độ là đèn bắt muỗi nhá. Đấy, thì có thành phần quai sách này, thiết kế rất chắc chắn luôn. Đấy, chiều cao nó rơi khoảng tầm là 17-18 cm. Đấy, khá là xinh và đẹp nhá, rất nhỏ gọn và rất là hay. Bắt muỗi cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, thì em hướng dẫn các bác dùng luôn này. Thì về các bác dùng, bắt đầu các bác sạc này nhá. Trước khi mua về thì các bác nhận hàng thì các bác sạc vào cho em một chút nhá, vì nhiều khi để lâu thì có thể nó yếu điện hoặc là hết pin. Đấy, thì về các bác sạc vào cho em. Đấy, thì các bác sẽ dùng cái dây sạc mà trong hộp nó có sẵn này, các bác cắm vô đây. Đấy, và bắt đầu là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhá. Cái nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn 5V, và cái cổng vào sẽ là cái cổng USB. Ví dụ các bác có cái cục sạc điện thoại nha này, một cái cục sạc Samsung này, các bác cắm vô. Và các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, các bác sạc cho cái đèn này, sạc khoảng tầm 1 tiếng 1 tiếng rưỡi là nó sẽ đầy pin. Đấy, và các bác mang ra các bác xài. Đấy, còn ngoài ra nếu mà các bác nào mà không có cái cục sạc điện thoại thì các bác có thể mua kèm thêm. Thì hiện tại em đang bán cái cục sạc Samsung 2A 5V nha, với mức giá là 30.000 một cục nhá, thì các bác có thể mua thêm cái cục này. Đấy, còn đây là quay trở lại với kia. Khi mà sạc đầy rồi thì đây, đấy, các bác bấm một lần này thì nó sẽ lên chế độ đèn màu xanh nhá, chế độ đèn màu xanh này. Đấy, đó là cái chế độ bắt muỗi này. Đây, các bạn đợi chút để em tắt cái điện đi. Đây nhá, đây em tắt điện rồi. Đấy, khi mà các bác bật lên thì nó sẽ ra cái chế độ ánh màu xanh. Cái ánh màu xanh này thì nó thu hút muỗi rất là tốt luôn. Đấy, muỗi là nó thấy cái ánh sáng màu xanh nó bay vào thì sẽ rụng luôn này. Đây.
Đấy, khi mà nó bay vào thì nó sẽ có những cái lưới điện ở trong này. Đấy, các bác dí này. Đây em test các bác coi nhá. Đấy, thấy không? Tạch 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 đúng như kiểu là vật muỗi nhá. Đấy, như kiểu vật muỗi này. Đấy, thấy không? Đó. Tạch 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 luôn nhá, nên như kiểu là vật muỗi luôn nhá. Đấy thì các bác khi mà muỗi nó bay vào nó đậu vào đây cái là đi luôn. Đấy, đây này. Đó, thấy không? Cứ đậu đây là đi luôn vì ở trong nó có cái lưới điện này. Chế độ thứ hai thì các bác bấm cho một lần, đó là cái chế độ kiểu dạng đèn ngủ. Đấy, đèn màu vàng kiểu dạng đèn ngủ nhá. Các bác có dùng để chiếu sáng hoặc là làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, và chế độ thứ ba thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì này, giữ lì nút nguồn này. Đó thì nó sẽ lên cái ánh một cái đèn nữa, đó là cái đèn bên dưới đít này. Đấy thì các bác có thể cầm các bác soi nhá. Đấy, cầm các bác soi. Đấy, soi chiếu sáng mình dùng để đọc sách, chiếu sáng trong những trường hợp mất điện là thứ gì rất tiện dụng mà rất là hay luôn các nhá. Đấy, rất tiện dụng, rất hay luôn. Đó thì vừa có chế độ đèn chiếu sáng này, rồi là đèn bắt muỗi này, rồi có thể dùng làm đèn ngủ được luôn, rất tiện dụng. Đấy thì các bác có thể xách mang đi mang lại mọi chỗ mọi nơi di chuyển vì trong này nó có sẵn pin rồi, tích điện rồi. Khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, mà sạc đầy rồi thì các bác lại lôi ra các bác dùng. Đấy, có cả phần lưới điện đánh tạch tạch luôn. Các bác muốn tắt cho em cái đèn chiếu sáng này thì các bác giữ lì cho em. Đấy, còn các bác muốn bật lên thì các bác bật lên. Đấy, và khi mà con muỗi nó bay lên nó chết thì nó sẽ rụng xuống dưới này, thì các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Đấy thì đây này, muỗi nó sẽ rụng dưới này. Đây, em vừa để một lúc này, bắt đầu là có một hai con bắt đầu đang vo ve nó bay vào này. Đấy thì sẽ rơi xuống dưới này, thì các bác lấy cái này ra, các bác vệ sinh, các bác đổ cái xác muỗi nó chết ấy, thì các bác mang các bác bỏ đi. Đấy, đây là cái chế độ đèn này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, các bác giữ lì cho em cái đèn này là nó sẽ tắt đi này. Và các bác bấm nút thì nó sẽ lên chế độ đèn màu xanh, đó là chế độ đèn bắt muỗi. Chế độ thứ hai là chế độ kiểu dạng đèn ngủ, đèn mờ ấy. Đấy, chế độ thứ ba là chế độ giữ lì, là nó sẽ lên cái ánh đèn sáng hơn, đó là cái đèn chiếu sáng nhá. Đấy, rất ok. Về vừa làm một chiếc đèn bắt muỗi này, vừa làm một chiếc đèn để các bác soi sáng này, trong ví dụ như trong những cái trường hợp mất điện, hoặc ví dụ các bác dùng làm đèn ngủ cũng ok luôn các nhá, rất tiện dụng luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác là 130.000 thôi, 130.000. Đó, 130k một chiếc đèn tích đèn bắt muỗi nhá, lên mã cho em sẽ đèn bắt muỗi nhá, 130k một cái, có cả chế độ tích điện luôn nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ lọc nước sinh hoạt 50.000 một bộ nhá, 50.000 bộ. Cái này nhà bác nào mà nước hay nhiều cặn này, đấy đặc biệt là những cái dạng nước giếng và các thứ rồi. Đấy, nước bây giờ nó rất là nhiều cặn thì bác mua trong cái bộ này về nhá. Về các bác dùng để các bác lọc. Đấy. Đặc biệt là những cái nước mà nó vào trong máy nóng lạnh rồi mà nó rất nhiều cặn này, thì khi mà đun sôi lên nó sẽ bám vào những cái thành vách của cái máy lọc, máy nóng lạnh ấy, nó rất là nhanh hỏng cái bộ càng làm nóng ấy, nên là các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, về bác dùng rất hay, và các bác lọc trực tiếp cái nguồn nước sinh hoạt của mình cũng ok. Đấy, lọc những cặn các thứ rồi giờ cho nó sạch sẽ hơn nhá, thì các bác mua về. Cái này thì gen nó sẽ là gen 21 nhá, đây này, có cả gen khâu đồng rất chắc chắn luôn. Đó, và cái lõi này thì các bác có thể tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, khi mà cặn nó bám nhiều rồi thì mình có thể tháo ra các bác vệ sinh. Cái này thì nó là dạng kiểu dạng lưới inox ấy, không gỉ nhá, nên các bác yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Và khi mà các bác lắp cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái lực nước đâu nhá, không ảnh hưởng gì đến cái lực nước nên dùng rất là ok luôn. Đấy thì đây một cái cục lọc nước sinh, bộ cục lọc nước sinh hoạt này chỉ có giá là 50.000 thôi. Về các bác mua về sử dụng dùng rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lọc nước nhá, bộ lọc nước sinh hoạt nhá. Đấy, bộ lọc nước sinh hoạt. Giá đang gửi bác một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt nha, với giá sẽ là 50k một bộ nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Lọc rất là hay luôn. Đấy như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhá. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ em sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhá. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhé. Đấy, mình lắp vào như anh em này để mình kết nối nhé. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi, như vậy ok nhé. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ được tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhé, là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy, đảm bảo cho sức khỏe này và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa đấy, rất ok thôi nhá. Thực sự là hiệu quả đấy. Chưa đến 100.000 đâu.
Thực tế về sản phẩm nhá, 50k một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt này, 50k bộ về dùng rất hay. Về các bác lọc những phần cặn bẩn nước, bẩn các thứ các bác lọc nhá, rất là sạch luôn, 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp 10 điếu ngải cứu này. Đấy, báo giá bác luôn một cái hộp 10 điếu ngải cứu này sẽ có giá là 30k. Đấy, tại sao gọi là điếu? Vì nó dài như kiểu là điếu thuốc thì bên em sẽ gọi là điếu. Và về thì các bác dùng để đốt nhá. Đấy, các bác dùng để đốt để xông phòng, xông nhà này. Chất liệu toàn bộ thành phần chính là từ ngải cứu nên là về các bác sử dụng rất là lành tính luôn. Đấy, vừa xông phòng, xông nhà, xông cho chính bản thân các bác nhá. Khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng người ngậm luôn, rất là ok. Và đi kèm thì đây, đi kèm nó sẽ có một cái núm này nữa các bác nhá, có một cái núm này này. Đấy, có một cái núm này về các bác cắm vào. Đấy, cắm trực tiếp vào đây đó, sau đó là cái núm gỗ này. Đấy, sau đó các bác dựng lên nha đó, và bắt đầu các bác đốt thôi, các bác không cần phải bóc ra đâu nhá. Cái này là bên trong là nó có sẵn ngải cứu thứ rồi, thành phần thảo mộc rồi. Đấy, các bác cắm nha, sau đó các bác đốt và cứ thế là nó tự động nó cháy thôi. Đấy, mình dùng để xông phòng, xông nhà, rồi là ví dụ như cái tình trạng mà muỗi nó nhiều ấy, muỗi nó nhiều mà muỗi nó cực kỳ là nó sợ cái mùi ngải cứu luôn, các bác mua cho em cái này về các bác đốt này. Đấy, đốt là đuổi được muỗi luôn các nhá, đuổi muỗi này, rồi là xông phòng, xông nhà. Đấy, thơm phòng thơm nhà được, khi mà các bác ngửi cái mùi này cũng rất là thơm luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra nhá, các bác chưa đốt đâu các bác mở ra kiểm tra thôi, các bác đã ngửi thấy cái mùi ngải cứu nó rất là thơm luôn. Mùi ngải cứu rất thơm luôn. Thì một cái hộp như này là 10 cái điếu ngải cứu này các nhá, 10 cái điếu ngải cứu dài, chắc nó dài khoảng tầm 20, dài 20 ạ. Đấy, dài 20 các bác nhá, dài 20, rất là dài luôn, đốt được rất là lâu đấy. Đấy, thì một hộp này là 10 điếu nha. Giá nó chỉ có 30.000 thôi, thành phần chính là từ ngải cứu, dùng rất là lành tính luôn nhá. Đau người, đau ngậm này, rồi là phòng ốc có thứ giờ nó ẩm thấp này, nó không được thông thoáng ấy. Đấy, rồi là nó khó chịu này. Thứ hai là tình trạng muỗi miếc thứ nhiều. Đấy, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe vừa đuổi được muỗi nhá. Đấy, rồi là xông phòng xông nhà rất là thơm luôn. Một cái hộp 10 điếu ngải cứu này với mức giá là 30.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. Hộp 10 điếu ngải cứu dùng để đốt để xông phòng xông nhà, thơm phòng nhá. Với mức giá sẽ là 30k nhá. 30k một cái hộp mà 10 điếu ngải cứu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ngải cứu đuổi muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ kênh ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, xử khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác đốt xông phòng xông nhà. Đấy, đuổi muỗi rồi là thơm phòng thơm nhà, tốt sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 10 điếu ngải cứu với mức giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một hộp 10 điếu nhá. Đấy, bán cả hộp luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Đấy, vì giá rất là hạt rẻ rồi. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ phễu inox nhá. Em báo giá luôn một cái phễu inox này với mức giá sẽ là 50k một cái phễu này các bác nhá. 50k một cái phễu này. Về dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì một cái phễu thì bình thường nó sẽ là một cái phễu nha. Đấy, chất liệu là inox 304 nhá, 304. Về các bác dùng để đong. Đấy, các bác để đong từ những cái can nhỏ các bác chiết vào những cái chai nhỏ thì các bác dùng cho em cái phễu này. Đấy, những cái đầu nhỏ các bác cắm vào những cái chai nhỏ thì các bác đong. Đấy, đong nước mắm, đong dầu, rồi là có thể đong những cái chai dung dịch các thứ bằng nước, ok luôn. Đấy, và chất liệu bằng inox nên là dùng nó rất là bền. Đấy, và yên tâm là nó yên tâm, các bác yên tâm là an toàn về sức khỏe nhá. Đấy, vì nó là bằng inox mà nên rất an toàn. Đấy, và ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là một cái phần miếng lọc này nhá. Đấy, thì về cái miếng lọc thì bên em sẽ gửi kèm về các ốc bóp này. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đây cho. Đấy, cho đây và các bác ấn nó xuống này. Đấy, để ví dụ như những cái dạng nước mà nó nhiều cặn các thứ rồi là với những cái đồ mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc qua cái lọc này thì các bác và cho vào cái can và cái chai nhỏ ấy, thì các bác lắp cho em cái lọc này vào để các bác lọc những cái cặn. Đấy, những cái cặn to các thứ giờ đi. Đấy, để chiết ra một cái chiết xuất là nó chỉ có nguyên chiết xuất không, nó không bị cặn các thứ rồi. Thì các bác lắp cho em con lọc vào, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể rút ra đâu nhá, rút ra. Đấy, thì rất là tiện dụng luôn. Một cái phễu này là 50.000. Đấy, bằng inox thì các bác dùng yên tâm rất là bền rồi. Đấy, không lo nó bị hỏng hóc gì, xét tay là vấn đề đâu nhá. Bằng inox thì rất là bền, các bác dùng chắc là 3 năm mới hỏng luôn, rất là ok luôn. Giá bên em gửi bác là 50k một cái nhá. Các bác link lên mã cho em sẽ là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đang gửi bác là 50k. Nó có cả cái màng lọc luôn nhá. Đấy, cái màng lọc này các bác có thể cơ động, các bác tháo ra tháo vào được thoải mái nhá, nên rất là cơ động luôn. 50k một cái phễu inox nhá. Đấy, 50k. Khá là to nhá. Đấy, khá là to. Các bác về đong những cái dạng dung dịch các thứ rất ok. Đấy, 50k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác cùng xem này. Đó.
ví dụ các bác có những cái dạng đồ thừa mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc đấy, thì các bác cho qua cái lọc này cũng ok đây. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là đong được nhiều thứ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ đong nước mắm này, đong xì dầu đấy, đong cả hạt này luôn này. Đấy, đong hạt luôn đấy, nó có cả phần móc treo thì dùng xong mình có thể đeo lên không nhá, đeo lên nó rất ok luôn. 50k một cái nhá, 50k một cái phễu lọc, cái phễu lọc inox nhá, cái phễu inox các bác cứ lên mã nhé, sẽ là phễu inox nhá, cho nên ngắn gọn, phễu inox 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha, để gửi bác này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650, giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi, 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mA. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB. Các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, có thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này, giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhà nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá, và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau.
hai cái này, cái con bluetooth này, đấy cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ linh tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhằng. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy 50.000 một cái này. Đó 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm, nó thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây, đấy và ở đây nó có một cái cò, đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra, là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp, đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn,
Và cái đầu vòi này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vòi này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt đấy, hoặc các bác có cái cổ dê, cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này, bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy các nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá.
chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này. 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng các bác nhá. Chân bằng đồng, rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ liên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của Tàu nhá, hàng của Tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của Tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của Tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng Tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của Tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây, em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn cho bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây.
Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Để các bác lấy cái nào được báo nhé. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ này cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn dì của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.